có vàng có tiền luôn nè, thấy không? Đó, bằng lái xe ô tô nè. Rồi, cầm cầm quay em anh á, quay hai anh em nói chuyện thôi vậy. Rồi rồi, hello anh em, thì mình với lính mình đi qua đi quay clip thì lượm được cái bóp. Thì cái bóp bây giờ nãy giờ mình ngồi đây mình tra địa chỉ, cuối cùng mà cũng tìm được người con để tới nhận rồi, để chúc coi thử nhận sao. Thì trong đây nó gồm có đủ thứ luôn, giấy tờ, có vàng luôn á anh em. Xe hơi, bằng lái xe hơi. Có vàng nữa, đâu em lấy vàng cho mấy anh em xem cái. Có vàng, có tiền luôn nè, thấy không? Có đó, bằng lái xe ô tô nè. Rồi, cầm cầm quay em anh á, quay hai anh em nói chuyện cho vậy. Rồi, cái này á, gặp mấy anh em mình á, thì mấy anh em mình nhiều tiền đúng không? Nó giỡn cái mình không có tham, với lại mình không có còn mấy cái này đó. Má vàng nè anh em, thì bây giờ chờ chủ qua lấy vàng, vừa có vàng vừa có tiền luôn. Trời ơi, mình gọi quá trời luôn, không tin á, cái người chủ á, bỏ số điện thoại gà gì đó. Gọi ông gà không biết gì hết. Thì mình lục một số giấy tờ, cái mình tra trên mạng rồi mình mới tìm được gửi lại cho người mất. Nhiều lắm anh em, thẻ ngân hàng là tùm lum hết. Đây nè, đây nè. Hả? À từ từ chờ xíu. Đó, nói chung á anh em, cái này mình làm clip nhắc nhở anh em luôn, là đằng sau á mà bóp á thì anh em nhớ để cái số điện thoại trong bóp, có gì người ta có để người ta liên lạc. Gặp người tốt á thì ta sẽ liên lạc, còn gặp người xấu thì á thì thôi tự người ta cũng gọi điện, người ta để bóp đâu đó để mình lấy lại. Ừ đúng rồi, không cái đó là cứ cái gì à, người lấy hết tiền nhưng mà gọi là có tâm ha. Đúng rồi, đó. Rồi chút nữa mình sẽ nhờ, mình gọi được rồi thì chút nữa người chủ này sẽ qua để nhận lại cái này, rồi mình quay clip cho anh em xem. Mất công rồi mấy ổng lại kêu mình là dựng nữa mới mệt á. Bây giờ mình làm việc tốt rồi, trên mạng xã hội bây giờ cái gì nó có nói cũng được hết á. Đó, bây giờ chờ người mất người ta qua ta lụm lại, ta đưa lại lấy lại. Rồi vậy là ok. Thay cái bàn lấy xe lên nè. Rồi ok, có nghĩa là vậy nè. Là mình đang quay, mình đang lựu cụi, mình quay dắt xe thì ngồi lên ghế đá nghỉ ngơi thì thấy cái bóp. À, rồi giờ chút chờ người qua trả. Coi như đầu năm đầu tháng. Ừ, coi như chị đó vô đúng không chị? Chị đúng không chị? Để xe đó vô đây lấy đồ. Dạ đúng rồi, nãy em đang quay cái em mà không lấy. Lúc đó chị cho mẹ ngồi ghế đá đó. Ừ đúng rồi. Rồi rồi. Chị thấy có em tra, chị thấy em gái nào ra chụp hình đó. Chị kiểm tra đủ á, nãy giờ không có gì đâu. Trong đó có vàng rồi có ấy tùm lum mất công. Tại chị đi mua thuốc tây về cho bà. Rồi. Mà để bà ấy trước á. Để bà ngồi đó. Em ngồi em lục số điện thoại, em ghi qua bi. Mà sao biết là mẹ Nam Tú hay vậy? Em trong cái tờ giấy này nó có ghi á. Ừ. Mấy anh em nó lục quá trời luôn, bây giờ em kêu bây giờ mà nếu như mà không có thì chi cái địa chỉ này ra trả cho người ta, chứ cái này mất là làm mệt lắm. Ừ, tại vì bao nhiêu giấy tờ chị để trong đây hết luôn đó. Cỡ ba. Thôi được chị. Bữa sau á bỏ số điện thoại vô, vậy bỏ số điện thoại vô đúng không? Thôi. Chị không. Thôi em không lấy. Ở trong túi không có mang tiền. Không, em không có lấy đâu. Tụi em uống thôi. Thôi em không lấy tiền. Ở đây em thấy không, nhà em có điều kiện chứ đâu phải là. Không phải, cho mấy em uống cà phê thôi. Vậy thì chứ thật ra cái số này cũng không có đáng gì. Dạ đúng rồi, đúng. Đi làm hồ sơ giấy tờ. Dạ không, nhưng mà lấy tiền kỳ đó em, chủ yếu là cho chị mà. Vì thi cho chị cho tiền uống nước. Lấy ít thôi, đừng lấy nhiều. Lấy mua uống nước chứ chị không lấy. Thiệt biết sao không? Đang dọn cơm ăn nè. Thấy lẻ không? Không có dám mấy nè. Dạ. Thôi cho nó tờ đi mua nước uống đi. Cái vàng này lọc á, người ta tặng thằng bé nên chị để hoài trong bóp.
Dạ dạ. Chứ nếu không chị cho tụi em luôn cái. Em cũng sợ lắm, nãy em có lưu lại để chị hiểu sao không? Nãy em có quay sơ sơ lại em lưu lại để mất công. Cảm ơn em nhiều luôn. Thôi thôi, lẽ ra là thôi, phải cho nhiều hơn. Thôi thôi chị. Nhưng mà tự gì trong túi dạ, giống như đột xuất đen. Rồi thôi chị đấy. Bậy lắm, em không lấy, em lão này không lấy tiền. Không. Coi kìa. Chị cảm ơn nhiều. Với lại chúng mất cái này á là cả vấn đề chị. Không mà thằng này cái nói mà chị không biết ở đâu, tại mới BT 2000 chị mua cái quần hương cho anh. Xong là về đó dẫn bà đi vô nhà đó. Mà hồi nãy là còn nghe chị la bà quá trời cái vụ bà đòi về quê đó. À là lúc đó rớt mà. La quá trời thì có ông xe ôm xe rám đầu ngồi đó là chị dẫn bà vô nấu cơm nhà chị đối diện nó luôn đó. Em không để ý, em thì cái ông gái ra chụp hình lúc chị ra là chị thấy cái ông xe ôm ngồi chưa hay là ông về rồi, là nghĩ ông xe ôm thấy trước đó, ông xe ôm quần vô xong rồi nghe mẹ chạy qua nó mới kêu có hai ba người xe ôm lận. Ừ, kêu nó kêu giữ lại là nói thấy số lạ, chị còn đang nhận cơm, con bé nó nghe máy á, anh nam anh rồi, xe rồi, chị rồi. Kêu là nghe có ai gọi rớt, chị còn không định thần nữa tại vì tính tiền chị còn tính thẻ trong đây nè. Chị không biết luôn rồi, nãy giờ chị không biết gì luôn hả? Em gọi mới biết luôn hả? Trời ơi, ghê thật chứ. Mà cũng may á, em... giống như tụi em á, chứ thật ra mà một cái người lạ cầm mà nhiều khi trả lại chị cũng không có dám ấy, vì giống như là nhiều khi không tin thẻ mọi thứ rồi đó. Rồi người ta cầm đi người ta làm gì. Em thì sợ mất tiền, hồi nãy em có mở ra em quay nè, đây mọi thứ còn đầy đủ hết đó, có gì tìm được người á thì mình trả cho người ta, nó còn nguyên đó. Mai là biết. Biết số điện thoại chị đó. Trong cái tờ nó có tờ thằng em link, thằng em mẻ lục nè, nãy mấy tụi em là ba bốn đứa lục luôn. Thì chắc chắn violin thì chỉ có con chị chơi thôi hoặc là chồng chị chơi. Dạ. Nếu mà còn trẻ. Violon đó. À Nam Tú học á. Dạ dạ. Trời em chị. Thì nhà em đây mà thì đâu có ấy gì đâu, cũng rồi, vòng vòng rồi. Rồi rồi. Nói cho như đây là ít chị còn thấy. Dạ thôi được, em không muốn lấy gì đó. Em không lấy tại chị đưa em mới lấy chứ chủ yếu là mình cho, là em tại vì nói vậy chứ cái công chị đi làm lại hồ sơ giấy tờ với lại thẻ rồi là... kia đó. Dạ dạ. Ồ nó khó. Dạ, chung mất là không biết mất đâu. Chị ngạc nhiên luôn á, tại vì nhà đối diện đó giống như là ra dẫn bà đi vô. Dạ dạ. Ừ. Do mặc cái quần này cái túi cho chị cẩn thận lại xíu, cẩn thận lại xíu chứ mất cái là mệt lắm. Rồi cảm ơn tụi em nhiều lắm. Có nhiều người người ta lấy tiền người ta cũng gọi lại cho mình. Có hồi nó gây án ở trên dự án chị nó làm bảo vệ đó. Thì có hồi ấy ra thì không tin tên tổ thật phải. Truy ra là cái ông thời điện trên kia. Giống như người ta sử dụng giấy tờ mình đi làm cái khác. Rồi, vậy chị cũng ở gần đây mà. Ở gần đây chị cũng biết tụi em mà. Chắc chị cũng biết tụi em mà. Đây nhân viên em nãy nó ra đâu. Nó quay mấy chiếc xe chụp hình mấy chiếc xe. Dạ dạ. Dạ rồi. Thấy có cô gái xinh đẹp ra quay nè, chị đứng gì vòng vòng. Dạ. Là đi vô để nó. Đây em bán xe. Dạ. Ở đây em bán xe còn bên kia thì. Rồi, chị cẩn thận lại xíu nha. Rõ, chị tưởng đâu là bên chỗ BT á. Dạ, em nói quán 3-2 ngàn. Ấy bên kia giống như chị ấy ở mua đồ ở bên đó. Rồi bye bye vậy nha. Rồi rồi rồi. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi hả, may á, may mà còn có số điện thoại còn gọi được á, không thôi là không biết học. Nếu như mà anh tính trường hợp 2 á là mình sẽ đem tới cho nhà người ta, trường hợp 2. Trường hợp 3 là mình giao lại cho công an. Nói chung là mất gọi giấy tờ mà một sấp luôn, một sấp giấy tờ luôn á. Rồi vậy thôi, cảm ơn anh em, cảm ơn anh em đã xem clip và đã tìm được chủ nhân.